tiếp tục công việc anh chị. Hai mặt tiền sau lưng em Hải này, lô này đẹp của anh chị nha, 3,5 đòi. Báo cáo anh chị là hời, em sẽ chứng minh cho anh chị mình xem. Trục đường chính bay lên cho anh chị mình xem khu này. Lộ giới của đường này tổng 22m của anh chị. Đây là trục đường lớn nha. Quý anh chị thấy mấy cái tòa nhà cao cao bên đó, chung cư đang mọc bên đó, bên đó là làng đại học, bên đó là Thủ Đức, bên đó là thành phố Hồ Chí Minh. Thửa đất mình là ở bên này, thuận tiện quý anh chị nha. Đứng đây nhìn sang là thấy được chưa? Trục này là 22m, trục đường lớn đó quý anh chị. Phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, giáp ranh thành phố Thủ Đức, liền kề làng đại học quốc gia. Đường này quý anh chị 22m này. Trục đường chính này, đường phụ kế bên 13m. Quý anh chị thấy đẹp không? Đây ngang thửa đất mình là 5m quý anh chị, và cái vỉa hè này 5m luôn, hướng này hướng tây bắc anh chị nha. Còn cái cạnh bên đây này, vỉa hè 3m quý anh chị, và đường bên này là 13m quý anh chị. Lớn không? Tất cả là đường thông, thông theo kiểu dạng bàn cờ trong khu dân cư. Tổng cái khu này là 1.200 hộ. Em bay lên tổng cái khu này cho anh chị mình xem này. Anh chị xem mê ngay thôi. Một vị trí đẹp, một thửa đất hai mặt tiền. Tổng là 67m, ngang 5, dài 15 quý chị. Hướng tây bắc là hướng chính, đường là đường trục chính, đường to ở trong cái khu này. Kết hợp vừa ở hoặc có thể kinh doanh. Kinh doanh ở đây mình có thể kinh doanh cà phê, ăn sáng rồi các kiểu ấy, hợp lý quý chị nhá. Tại vì đường này đường to mà khu này khu lớn nhá. Cái khúc mà hồi nãy em bay cho anh chị mình bên đó là làng đại học quốc gia, bên đó là Thủ Đức anh chị. Còn cái hướng quốc lộ 1K là ra đây, ngay đây. Ở đây là đường quốc lộ 1K giao nhau với đường DT7 43A, ngay đây luôn anh chị nhá. Đường to quý chị nhá. 3,5 tỏi là hời quý chị ạ. Tại vì ở trong khu này với thế đất ngang 5 mà dài 12 mà những cái cung đường nhỏ nhá, không phải đường lớn này đâu. Lô thường thôi là đã hàng ba rồi. Mà lô này thì anh chị biết rồi. Hai mặt tiền, vỉa hè 5m, đường trục chính 22m mà 3,5 tỏi là hời. Nếu mà nói đúng á, lúc trước mà anh chị nào mà xem video của em Hải á, là lô này đúng là vào việc rồi, nhưng cái anh khách này anh bị trục trặc tài chính một chút xíu nên là bây giờ vẫn còn. Nên là em Hải quay phim lại. Nếu mà anh chị nào thấy phù hợp vào việc, em xin cảm ơn.